BBQ nè, đó, của Hàn Quốc nè, đó, lẩu hot pot BBQ, đồ nướng với lại lẩu. Ok, bây giờ mình phải vào trong training nha. Đó. Hãy theo mình vào trong. Đó. À, bên đây là pot Korea đó. Thì nó đi học mà chưa về, không biết nó về. Nhà hàng pot Korea. Ừ. Ôi, nó đâu chịu ăn mấy món này đâu. Nó vừa đồ nướng vừa lẩu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lỡ đây mình lấy những cái kim chi nè, rau củ này kia đó, nước sốt này kia đầy đủ. Bây giờ mình lấy nước sốt. Đó, đầy đủ nước sốt. Quán này bữa trưa ăn vậy cũng đông á, tối là đông á. Rất rơm ở đâu? À, bên đó. Đó, lẩu ở đây giờ ăn lẩu. Chỗ này là mình lấy đồ thêm. À, bánh này kia ăn tráng miệng này kia. Cam dâu đào em lấy củ chả giò đó, chả giò đây là đồ chiên nha, chả giò đó, bánh ngọt nữa nè đó, bánh blend ca này kia đầy đủ đó, bò nè, bò gà là nướng nè đó, BBQ. À, mấy đứa phục vụ nhiều quá, ở đây nó mướn phục vụ nhiều. Mình lát không mình kêu mình ăn thêm, mình kêu bò thôi. Thêm kêu bò thôi. Nước bò lặt đi á, em lấy lửa lặt. BBQ Hàn Quốc. Mình ăn trưa là 19. Tử cái này à, cục thịt bò. Cái vui chi nè. Ngon. Tẩm ngon lắm. Thịt bò lát đó. Ngon. Rồi, làm nước sốt chấm ngon. Hàng BBQ của Hàn Quốc ở thành phố Chúc Kỳ. Chả cá nè. Đó, nồi lẩu mới đem gà. Này, chả cá luôn nè. Đó, quan cảnh nè. Nè, ăn thử cái lẩu hấp cẩm cái này. Đây là lẩu Thái mình đây. Thấy chua chua mà ngon. Cái chua chua cay cay ngon. Ăn không biết. Chả cá này kia, chín cút, chả cua, này là lẩu cẩm, tôm miếng nữa nè.
sẵn hết rồi. Nè, ăn thử cái lẩu hấp cẩm là này. Đây là lẩu Thái bên đây. Thấy chua chua mà. Chua chua cay cay không? Ăn không? Chả cá này kia, chín cút, chả cua. Đây là lẩu cẩm. Có miếng nữa này. Ăn hết rồi. Nhà hàng BBQ của Hàn Quốc. Không, chỗ chỗ mới ra mới mở. Quê cần nước với lẩu. À, bên đây là Pork Korea đó. Thì nó đi học mà chưa về, không biết nó về. Nhà hàng Pork Korea. Ừ. Bưng robot bưng ra chạy tới chạy lui rồi đó. À hiểu rồi. Chipotle. Là mình ở bên đó lễ của tụi Nam Mỹ đó. Cờ của nó nè đó. Để dặn nhạc chạy luôn. Chạy mô tô, chạy xe này kia. Bữa này tụi giống như là Paraguay hay Chile vậy đó. Để tụi nó năm tụi nó có một lần lễ giống như là ngày lễ độc lập của tụi nước nó đó, phải không? Giống như mình là ăn lễ của nước mình. Yeah. Tìm Hàn Quốc nè, đó. Tìm Hàn Quốc. Kêu á, lấy nước. Ok. Yeah, nó rất gương. Quá xá lòng rồi, bữa nay cuối tuần quá xá lòng. Ừ. Có bán bánh bánh mì lát nè, đó, mì lát. Mì lát không? Quá xá luôn. Rồi coi nhiêu. 5 đồng 5 đồng 99 một phát. 5 đồng 99 bánh mì lát. Đó. Đây là quán Hàn Quốc nha. HG nè đó. Hiệu HG của Hàn Quốc á. Nó bán trà sữa, nó bán bánh kem, bánh ngọt này kia đầy đủ luôn. Nằm trên thành phố Duluth. Hôm nay là cuối tuần. Đông lắm, quán đông lắm. Quá xá đông luôn. Quán nước đầy đủ. À, bánh nè, bánh kem nè kia khúc khúc. Ok. Bây giờ mình đi ra. Có ngoài đây ngồi ghế nè, ngoài đời lề đường. Đó. Cái hàng ba